Xin chào cả nhà nhé. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với nhà hàng trên sông của Nét Quê. Rồi buổi chiều lạc dớn rồi, mấy chúng cháu cũng trượm cá chạch nấu chua bông biển ăn cơm chiều. Ngoài ra thì mình cũng có được mớ cá phèn. Cá phèn này thì sáng mình đi chợ mua được. Có hàng cây gô mề ha. Gô mề, bỏ hóp. Này bỏ chút cái chú ạ. À. Ở vô bắt cũng được không? Gô là 4 phần cử. Đây khoan còn cá heo. Cá heo nhỏ thả luôn đi mọi người. Thả xong. Rồi. Đó đó. Cái này cái gì? Bóng. Cá bóng. Thả luôn đi để ăn nó kỳ đó. Cá chạch có bóng nó kỳ. Thả ăn thả. Lúc này là rồi. Cá chạch hiếm cho nên là mình đặt dính không có nhiều. Hồi bữa nay có nhiều ăn nhiều ha. Ít ăn ít đi. Dạ. Mà cái gài sẽ vô cá đực không à con ơi? Ừ không mà cái đực này vậy đó. Để mần cá chạch thì anh Hoàng có dùng chanh với muối để làm sạch nhớt nha cả nhà. Trong thời gian mần cá chạch thì bây giờ chú Hai sẽ ướp cá phèn để kho. Lâu lắm mà hên xua cá phèn này mới ăn hết xua. Tươi gói ha. Tươi quá ngon. Cái đợt mà mình đi ra sông Mekong mình chạy ghê đó, mình có ăn được mấy con. Mà cá phèn này sống nước sâu lắm con ơi, sống sông Mekong sông bự rồi không, cái sông này dễ có. Dạ. Thấy sông cái nó thả toàn là giữa sông không chứ đâu có trong mé. Trong mé là không dính luôn hả chú nè? Ở đó đi ghe với ông già là thấy mấy cây chuối mà nó trôi, nó neo giữa sông thế là toàn là câu này không đó. Dạ. Yeah. Bữa nay là mình ăn cái món là đặc sản miền sông nước luôn đó chú nè. Cá chạch đồng đúng. Nấu canh chua bom điên điển. Ăn cơm hả? Hơi buồn hả chú? Cơm hơi buồn. Còn hồi mùa nước nổi lần trước á, là mình ăn cá rô đồng nấu canh chua bom điên điển. Năm nay cũng ăn cá mùa nước nổi, năm nay mình ăn cá linh đi. Anh thôi. Chuẩn bị tới cá linh bông lên biển rồi, thấy chuẩn bị là lá lên ngon rồi đó, chuẩn bị chỗ bông rồi đó. Bây giờ là ở thượng nguồn là nước đang về đó chú hai. Ừ. Sắp tới có mùa cá linh non rồi đó. Phải tháng này tháng 7 rồi mà. Có rồi, chưa trên đồng có rồi đó. Cái này có rồi. Không thấy có bà bưng trong thị đã bưng đi bán. Cắt lộn cái này mang cắt tôi không. Lộn cộm. À, ngộ nghe cái con cá linh mà cái con cá linh mà đầu mùa đấy ha, con không biết là con mua toàn cá trôi không á. Dạ. Là người ta trộn vô á. Như cá linh thì cái vây của nó hơi vàng vàng. Ừ. Ướp cá thì cũng như thường lệ là chú Hai có để tỏi băm, ớt băm, về đường, bột ngọt, nước mắm, nước màu. Hồi nãy tính để nguyên con kho mà chú Hai thấy mặn quá, cho nên thôi cắt ra làm hai dễ ăn ha. Dễ, vậy nó dễ, con cũng dễ chở dễ luôn đó. Dạ, cái loại cá phèn này thì hiện tại ở ngoài chợ là bán giá là 160.000 cho tới 200.000 ký. Được, chút nó mắc không? Dạ. Nó loại hàng hiếm mà. Ở khu vực mình thì không có, nhưng mà ở ngoài sông lớn thì nhiều. Đúng rồi. Đặc biệt là làm cái nghề chài á. Chài ghê là dính cái này cái cũng nhiều. Cái chài ghê, thứ hôm đó mình đi ghê á. Dạ. Đó, thứ đó là bắt nó là mạnh nhất. Dưới nãy chú Hai nói giăng lưới gì? Giăng câu. À, giăng câu. Giăng câu. Chú Hoàng nói cá nhiều quá, chú Hoàng thả hết con cá rô. Thả hết con cá rô. Sảy gì? Con kia nhỏ. Trời ơi, uống hết sức không? Chú Hoàng lắc khỏi ăn lại con gì đó. Mình thấy là cá chạch đực nó dày ường thấy không? Ừ. Mùa này ấm nhất ấm nhơ mà. Ấm. Nước dày. Không có này, cá chạch đực luôn. Cá cứng lắm coi. Dạ. Cá không mềm. Cá còn khi mà nó lên đồng ha, lên đồng thì nó có thể là nó mềm lại. Ừ. Ăn cỡ bước đầu tháng 9 á, tháng 9 tháng 10 là cá nó mới mềm. Dạ. Ồ, mấy lúc đó con thấy đặc lợp có chạch kìa, tí ham nó kìa, nó chạy nhá, tàu nó vô 3-4 con nó nhảy rồi đùng đùng trong mắt ham. Con bự chà bá nữa. Cái cá phèn này mình ở đây có chứ anh xui mấy như năm rồi mấy nước mặn nó dạ lên đó. Nha đặt xong ngoài trong ấy có chứ dính chưa? Nước dạ thì nó mới vô. Cái dạ cái này vô dính 2-3 con, 3-4 con. Như là cào ở ngoài sông bự quá. Ừ, bự. Chứ ở đây mình ít. Dạ cá. Cá chạch mình ốp đá luôn nè. Này mình gây tê đó. Gì mà. Cũng như là mình ăn bồ tạc mình ốp đá lên trên đất xương vậy nha. Sashimi hả? Đây đâu nhảy đâu. Để vô đó hỏi cũng được hả chị? Đây. Cá sủ là ăn ngon nhất ở cái đầu. Cá phèn. Đậu béo mà không ai mà cắt gâu người ta chứ. Giờ sáng con mua thì con có nhờ cái cô bán cá làm luôn. Mà cái gâu nó dài lắm nha. Ờ, gâu nó ngon, gâu béo quà cố luôn. Đợt mình đi chạy cho nông tư, mình cũng dính mấy con đó. Ừ.
mình tước cái bông nó ra vậy nè, chút nữa cái mình cứ lùa với mình ăn. Còn lúc trước nhiều người mà nấu canh chua cái để nguyên cái cuốn vậy nè, cái ăn phải kéo kéo cái cuốn ra. Còn chú hai thì nhiều khi không ăn luôn cái cuốn. Nhai luôn. Có nhiều chất xơ ha. Ừ, bổ. Gán khoảng chừng tháng mấy, hai tháng nữa coi như là cặp mé xong là mất sức khỏe. Tháng nữa là có. Dạ. Nó bước đầu tháng 8 là có, mà năm nào mà con để ý đi nước nhiều ha, là bông điển là nó chỗ chảy. Dạ. Mà nước ấy thì bông điển chỗ sớm, ngộ rồi. Tới là bông điển nó ghẻ lại rồi. Nữa, bông điển ghẻ rồi. Muốn ăn thì cặp mé. Cỡ gài trở lên mới mắc nè, chứ cỡ gài mới mắc. Tới đó mà 70.000 ký là mình hái bông điển khỏi đặt giá. À, khỏi đặt. Đặt đâu có cá đâu, tới đó đâu có cá. Mà bông điển này con biết bông điển nó ngộ lắm nha. À, con thấy như ở trên đồng hay như cỡ gài là con lên hay là không thấy có cây nào, chẳng hái bắt đầu nước nó lên nữa, nhóm lên cái sao nhóc hết trơn vậy. Dạ. Chúng mình ở đây mỗi lần đâu có đâu, mà nhờ sáng múc nó múc lên cái là có này, có sáng múc rồi có. Dạ. Và cái hộp của nó thì sao? Ờ, cái hộp đó. Múc rồi mọc lên cây con ha. Ừ. Mà không nhận mau thì chứ. Sáng mấy là nó có bông rồi. Dạ, nhiều khi mình bữa nay mình chạy ngang thấy nó còn búp búp. Cái ngày hôm sau mình chạy ngang là thấy nó vàng luôn rồi. Ừ, vàng nở ra hết rồi. Bởi vậy người dân miền Tây á của mình ví cái bông điên điển này gọi là cái mai vàng của mùa lũ vậy. Ừ. Tại vì nó vàng cả một khúc sông. Sau này chú mà muốn tạo cái điểm nhấn nhà mình á, chú đừng trồng mai vàng, chú trồng bông điên điển. Ừ, đúng rồi. Ăn được luôn. Tôi muốn anh xui về cho tôi mấy cây mai đi trồng bông điển đi. Mình trồng mà vài cái bông điên điển trước nhà ha, cái mình nhắc cái bàn mình ngồi mình ăn lẩu mắm gì đó, mình nhậu cái mình tuốt nhúng vô luôn. Không, bông điên điển mình đừng trồng trước nhà, trồng sau hè, ở mọc sau hè mà. Để vô miếng nước kìa, thấm vô cả. Con cá này ngoài mình kho tiêu thì mình còn chiên sả ớt cũng rất là ngon. Chiên sả ớt mà ăn với lại canh khoai mỡ đó chú ha. Ừ. Nó mà con cắt xéo lừng hết rồi. Dạ. Ướp nước mắm, đừng ướp nước mắm mà con phơi sương sương chừng nắng cái con chiên con ăn cháo trắng cũng được, cũng dạ. Ngon. Ướp của sả rồi chiên trạo thơm, dữ dằn thơm. Bữa nay chú Năm thấy hai món gì bán không chú Năm? Cái này chắc là lâu ăn thì chắc không bán lắm. Dạ. Cá này kho càng mặn càng dẻ thịt. Cá này kho hai nước mới ngon. Với lại mình ướp càng lâu thì càng dẻ thịt. Ừ. Cơm trước bên xưa. Cái này có chua già chấm cũng ngon. Bây giờ thì mình sẽ nấu canh chua. Chú hai sẽ cho gia vị vô cái nồi nước này. Ui. Đồ ăn rồi. Chiếc này chân sạch đó mình ha. Chân ớt. Buổi chiều nay ăn cơm đạm bạc thôi hết chú Năm. À, cá chạch này cũng khoảng cỡ 1 ký không ta? Cỡ 1 ký à. Nhiều người đánh giá con cá chạch ngon đó là người ta cắn vô cái xương mềm nhưng mà thịt dai nha. Còn cắn vô xương cứng nhắc là coi như là thua. Cá chạch đực này là đúng là người ta không có nấu bên chua nè. Chạch đực này đúng ra là người ta chiên giòn. Hoặc làm khô. Ừ, nó phải khô chứ chiên giòn là thầy. Này thì làm hai cái món đó thì ăn nó ngon hơn cái cá chạch cái đó. Ừ. Nó chiên giòn chấm mắm mè ha, gạo 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 ha. Chứ liên con vậy. Chắc mà liên con mặn dữ lắm đó nha, thiếu rượu à. Mà con nhớ là hồi cái đợt mình lên đồng có ông Tư cho ảnh ăn cá chạch đến nỗi mà ngán luôn. Ừ. Mà lúc đó cá chạch mềm ghê hả chú nè. Ừ. Mùi nước mà, nó mềm.
như cái tháng 8, tháng 9, tháng 10 rồi mấy lúc đó con các loại cá chạch cũng mập nè, rồi cá lóc cũng mập, cá chê rồi cũng mập. Dạ. Mấy mùa nước nổi lên. Gô rồi cũng mập mà mùa mà ngộ nghe mấy cái mùa đó mà trả lại cá nó yếu. Thì nó mập mỡ. Nó yếu xìu. Ngộ đời vậy đó. Là cũng mập mỡ trong trong bụng nó nhiều. Nó mau dễ chết, nó yếu á. Rồi mấy tháng 10 hay tháng 3, tháng 4 hay thì gọng nó nhảy đùng 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 vậy mà không chết hả? Không. Được mà, không ốm không. Được. Còn mềm á. Còn đó mấy ly? Còn ăn ly thôi. Anh thằng chết luôn ạ. Vàng khe ha. Ừ. Ít vàng ghê. Cơ bản là con cá gô nó chín rồi, nhưng mà rồi. Con cá chạch thì nó chưa đâu. Cá chạch phải cho nứt bụng ra ha. Nứt cả mấy con được. Mình ngồi đây vẫn ngửi được cái mùi thơm này. Đâu có tanh gì đâu. Không. Dễ vậy. Theo con thấy là cá chạch kho nghệ là ngon nè. Hoặc là nhúng mẻ là ngon. Chạch nhúng mẻ với kho nghệ. Dạ. Vậy chứ không bằng nấu bông điên chua bông điên điển. Nhưng mà không bằng canh chua bông điên điển hả? Không thấy cái ruột nữa không? Thấy ruột nó đâu có ăn gì. Rộng nó dài. Rồi, đây cho rau vô. Thơm. Rồi chanh luôn. Chanh thì cho nó chua ha. Chanh thì cho nó chua. Dâu nêm thì cho thơm ha. Dâu thì cho thơm. Vừa ăn gì đâu ha. Chặt tao chơi anh thôi. Chuối lũi như cái nào á. Này nói như một súng cơm ha. Cũng ngon. Một súng mè cũng ngon. Mấy loại bông súng đó chỉ ra có mình cái mùa nước lên đồng mới có ăn bông súng đó. Rồi buổi chiều cũng có nấu canh chua với cá kho, cũng mời cả nhà ăn cơm với mấy chú cháu ha. Rồi, xin mời cả nhà luôn. Mời cả nhà. Cá kho dở lên cho anh chỉ kéo dài xuống luôn. Sao kéo luôn mà. Hơi mặn à? Hơi mặn à? Không, vừa vừa ăn, bị có anh chua, ăn gì mà rúm. Anh chua anh kho hơi mặn mặn, chứ mà kho kiểu mình vừa ăn lạc. Bông điển ngon kìa. Em. Con ăn cơm cắn mẹ ăn hết con nghĩ vậy. Phải nắm đầu rồi, phải nắm đầu bắt được á. Trơn ha. Trơn. Vẫn còn mềm hả chú nè? Vẫn
không? Cái mềm chặt đực hơi cứng. Trời mà nắng nóng vậy hấp nước canh chua hay đã gì đâu hả? Giải nhiệt cơ thể à. Chứ trời này mà ăn canh chua với cá kho thì nói chung là đúng. Đúng không? Em thấy trời mưa em cũng ngon nữa. Trời mưa hay trời nào cũng ngon. Cá phèn ăn ngon quá. Hạt trắng thơm ha. Thơm. Thơm. Thấy nó chập địch. Cứng mà cũng được. Ngon. Cắt cái đầu mình ngấm. Ừ. Thứ gì chưa nổi hả chưa? Cái nấu kho này ha, mình nếu có rau chấm ha, anh chấm mình nhậu với nấu canh chua này là cũng đúng luôn, hay luôn. Cá phèn không có xương hết, có xương giữa không ha. Con thấy là bữa nay chắc lủng nồi cơm nữa. Còn chụp cái à. Mắc tiền phải ăn luôn xương luôn đầu cổ lui vẫn bỏ gì. Bỏ ổn hả? Ừ.
không? Có. Sáng hai con có trứng. Có. Ăn bữa nay canh chua đen điển, cái mình đợi tới cá linh đầu mùa ha. Mình dứt liền cái ha chú Nam. Trứng không ngon. Mùi với táo. Hả? Trứng nó ngon. Vậy thì kiếm nó mà không ngon. Đầu mùa ha, mà cá linh ha, giống như bông đen điển này nữa ha. Ăn cơm nữa là ngon nữa. Ăn cơm hả nhỏ Nam? Cá linh non mà ăn cơm là thấy hơi tiếc á nha. Cá linh đầu mùa mình ở đây chắc mua cũng tầm 250-300 ngàn ký chứ đâu biết. Cỡ 250. Linh đầu mùa mình đặt này đâu chạy không? Mình đâu chạy. Còn lớn lớn lớn. Lúc đó là giữa khách. Khách chạy. Với mấy người gió gạt anh hai. Hướng gió ở trên kia anh kêu làm nguyên một gạt thì không nhìn gió gạt. Im quá. Im là mấy con á. Giá mỗi đảm ăn chỗ này ha, 10 bữa nó ông nạp linh khí, không 50 cân nổi. Ăn như là tao tục nói. Cá mà xương còn cứng. Cái tháng này mà con thấy nó đâu ấy đâu còn cứng. Chưa tới mùa nó mùa mềm ha. Ừ. Nó lên đầm tới mùa lên đầm rồi. Mình gấp băm bên biển mà đâu có chặt nó rộm rộm không.